Xin chào các bạn, hôm nay là ý Rohe tung tích chúng tôi xin giới các bạn một cái mẫu vòi chậu rửa mặt của Rohe mang cái mã hiệu là Rohe 2332500. Đây là một cái mẫu vòi chậu nóng lạnh thân thấp của thương hiệu Rohe. Sản phẩm này thì nó có cái lượng nước xả tương đương 2,5 lít trên 1 phút, và chất liệu của cái vòi này được làm bằng đồng thau mạ rôm niken. Trên sản phẩm thì nó cũng có in chìm cái logo Rohe ở ngay cái gần gạt nóng lạnh của cái vòi. Và sản phẩm này thì nó có nhiều size kích thước khác nhau. Đây là mẫu vòi size M, tức là mẫu vòi size thân thấp. Ngoài ra thì nó còn có mẫu size XL là size thân cao. Và hiện tại thì cái mẫu vòi lavabo Rohe 2332500 này thì đang được bán tại đại lý Rohe Tuấn Đức. Nếu các bạn mà đang quan tâm đến một cái mẫu vòi thương hiệu của Đức mà thì có thể tham khảo đến cái sản phẩm này và liên hệ vào số điện thoại hotline hoặc là truy cập vào website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.